Giờ ba chụp hình nè. Chụp hình con đi. Ba chụp hình sản phẩm, chụp hình con làm gì? Đi ra. Ba chụp hình để gửi lên app mà tự nhiên con đứng vô. Nghĩ như sao? Ba chụp hình app để ba gửi cho người ta xác nhận là ba đã giao hàng rồi, con đứng mặt con vô làm chi? Rảnh. Suối sạch luôn rồi đi. Trời ơi, cảnh đẹp quá à. Ánh nắng len lỏi. Con đứng đây ba chụp hình cho. Đứng ở giữa đây nè. Đứng ở đây, đứng sát ở đây nè. Dore tranh thủ xin ba cái món này. Gummy beer hả con? Gummy beer. Mấy đồng con? Mấy đồng? Cái cúc này ba giao 18 đồng mà con xin này hết mấy đồng, lỗ tiền giao hàng của ba rồi. Đi siêu thị cho khách mà con cũng mua được cái hũ kẹo gum. Lỗ tiền của ba như này nhờ con phải đi lao động đi, bù lại số tiền đó đi. Đi lên, con đi trước đi. Cái nhà đó, cái nhà xám xám đó, giao cho cái cô đó. Dâm ra ngoài đó. Trời âm u, trời mưa, bá dự bá thời tiết mưa 2 ngày nay rồi. Có đi chơi đâu được đâu. Ở nhà cũng không làm gì hết. Thôi, lấy xe ra đi giao hàng mà. Từ giờ tới chiều nay, ba với Dori sẽ đi giao hàng kiếm được 95 đô la để mình ăn carpot. Ok không? Ok. Cố gắng. High five, mình thực hiện thử thách đó, challenge. Yeah. Đi vui quá là vui. Hoàng hôn ở Mỹ đẹp quá con ha. Ba chạy thể dục toát hết mồ hôi nè con. Yeah cái nào? Yeah. Nè, Dori rất thích ăn cháo. Rất thích ăn cháo, sáng mẹ nấu cháo gà. Gì vậy? Ngày hôm nay thứ bảy. Ủa gì vậy? Ngày hôm nay thứ bảy. Mẹ nấu cháo gà ngon lắm, đem đi ăn. Rồi đem đi ăn trưa đó. Hồi sáng nhà rồi giờ đi với ba. Mới đi siêu thị xong. Mua đồ một đống đồ siêu thị nè. Để chiều nay vợ nấu cơm chiều như này. Trời ơi quá trời. Mua đồ về để chiều nay nấu cơm ăn. Tự nhiên ba lại hứng lên là không muốn ăn cơm chiều. Chiều nay lại muốn đi ăn đồ nướng Hàn Quốc. Dạ. Tôi đi ơi, cái đồ nướng Hàn Quốc đó tên gì ba quên rồi. Tên gì ba quên rồi. Cái đồ nướng Hàn Quốc á. Cái đồ nướng á, cái lẩu á. Cái hot pot á, cái đó tên là gì ba quên rồi. K-pop. K-pop. Là cái quán nó tên carpot, mỗi lần ăn là tốn khoảng 9 mấy đồng, cho 95 đồng đi. Thì một thử thách là từ giờ chạy xe tới chiều kiếm 9 mấy đồng đi ăn lẩu, ăn lẩu nướng. Thì thật ra là đâu có cần cực khổ như vậy, giờ muốn đi ăn thì ăn thôi. Nhưng mà thực tế thì thứ bảy ở nhà làm gì mà bên đây trời mưa nè, âm u nè. Rồi trời chói quá không thấy hả con. Trời đang âm u ở ngoài, trời mưa nè, đó. Rồi mình zoom ra ngoài đó. Trời âm u, trời mưa, bá dự bá thời tiết mưa 2 ngày nay rồi. Có đi chơi đâu được đâu. Ở nhà cũng không làm gì hết. Thôi, lấy xe ra đi giao hàng mà trời mưa họ tiếp cao nữa. Thì thử thách. Từ giờ tới chiều nay, ba với Dori sẽ đi giao hàng kiếm được 95 đô la để mình ăn carpot. Ok không? Ok. Cố gắng. High five, mình thực hiện thử thách đó, challenge. Ok, challenge là ba sẽ con sẽ ngồi trên xe với ba, mình đi giao hàng kiếm được 95 đô la, mình ăn. Bạn ăn carpot thì muốn ăn thì ăn thôi, nhưng mà các bạn là mình không rảnh không làm gì á thì mình chạy xe mình kiếm thêm, và mình kiếm tiền vào một ngày nghỉ. Cái điểm thú vị ở chỗ đó, vào ngày nghỉ mà mình vẫn kiếm được tiền để mình ăn một bữa ăn thịnh soạn. Rồi thịnh soạn, chiều nay Việt Lê đi quay cái quán cho cả nhà coi, ê hề luôn. Buffet của Hàn Quốc mà thịt với lại lẩu rất là ngon lắm, mà ăn lần tiền tiếp luôn là hơn 100 đồng á. Thì cái để cho một cái gọi là một cái mốc đi, 95 đồng thôi đủ rồi. Ừ. Đâu ngô ghi ăn Việt Nam ăn có 700-800 ngàn à. Bên này ăn 95 tròn 100 đồng là ăn 2 triệu mấy. Bữa ăn chiều nay sẽ 2 triệu mấy. Mà 2 triệu mấy sẽ trong tầm tay. Chạy xe giao rồi ăn từ giờ tới chiều là đủ. Thì ý là khán giả kênh của anh là người Việt Nam mà đang ở Việt Nam thì mình quy này cho dễ hiểu đó. Một ngày nghỉ không phải đi làm nhưng mà chạy xe thôi, vừa đi ngắm cảnh vừa đi chơi kiếm được tiền. Ok, tham gia thử thách nha, chiều nay đi coi cái quán đó. Số dư tài khoản của mình đang hiện tại là 9 đô la, 12 rưỡi trưa, tài khoản đang còn 9 đồng thôi.
tài khoản này tài khoản Uber nha, mình chạy bao nhiêu nó sẽ nhảy vào tài khoản này liền ngay tức khắc. Xong cút nào mình có tiền tươi liền ngay lúc khắc. Mình dùng cái này để mình gắn vô Apple Pay của điện thoại nè, mình mua đồ ăn, mình đổ xăng gì là thanh toán bằng thẻ này luôn, là tiện lợi cho đó đó. Họ không có giam tiền mình như thế nào hết trơn á, là tiền chạy vào tài khoản mình ngay tức khắc luôn. Rồi chạy hai app một lúc nha cho chắc kèo. Này là DoorDash, hồi nãy là Uber, cái này DoorDash là trong tài khoản bên DoorDash của mình là có được 18.99 là 19 đồng nè. Đó. Để coi chạy từ giờ tới chiều bao nhiêu. Thì khi mà đăng ký chạy giao hàng có hai app mà người mới qua có thể chạy được liền á, là DoorDash và Uber. Chỉ cần có bằng lái Mỹ thì không cần kinh nghiệm 1 năm. Chở người á thì mới cần kinh nghiệm 1 năm. Còn chạy DoorDash, chạy giao đồ ăn á thì không cần kinh nghiệm. Cả Uber, DoorDash hay Uber là Uber Eats á, Uber Delivery đó. Hai app dễ đăng ký. Báo rồi nè. Thì giờ mình coi chạy tới chiều thì được bao nhiêu tiền. Ok, let's go. Đây, đơn hàng đầu tiên mình đi lấy Starbucks. Đây. Ở quán cà phê Starbucks. Đang đợi lấy hàng. Giao cho chị này, có duyên chị này, giao chị này lần thứ 3 rồi. Cái nhà xanh xanh đó mà Việt Lê có làm clip trong TikTok, Việt Lê đăng trên Facebook nữa, giao chị là lúc nào chị cũng mua một chai trà xanh đó và giao ở nhà đó $5, một mai $5, giao ba lần giờ này là đi một mai thôi mà $5. Họ làm xong họ sẽ đưa ra, họ kêu tên thì mình lấy mình đây thôi. Ở quán Starbucks ở Mỹ nó giống vậy nè. Yeah, hello, hello, OK. Đây. Dori ơi, đơn đầu tiên, giao Starbucks. Giao cho cái nhà xanh xanh này. Cây này mới đẹp này đi. Cái cây mùa này đang là mùa xuân. Bây giờ là vô mùa xuân cho nên cây đào nó đỏ đẹp. Cái này cây đào, đào trắng, mấy cái miệng cây đào cái gì hết. Bông trắng đẹp dễ sợ luôn, rụng hết dưới đất là đẹp ghê luôn. Nhà cô này có nguyên cái cây đã chưa đi? Chim thì hót líu lo líu lo. Oh. Cái nhà kia đẹp kìa ha. Nhà cô này cũng đẹp nè, nguyên cây trắng mất. Yeah, đơn hàng thứ hai. Chicken Field. Gà rán Chicken Field. Yeah, đơn hàng thứ hai. Let's go. Đây nè, chỗ này chờ chút đưa qua đây, bây giờ lại ba xuống ngoài cái suối. Nó có một cái cầu nhỏ để bắt qua cái khu này thôi, con suối chạy ở giữa cho nên phải đi vòng một chút mới vô được trong này để giao hàng. Mới giao hàng xong rồi nè, quay xuống 800 bộ nữa, rẽ phải. Ồ, xuống dễ thương à. Đẹp quá đi. Này có cái đường đi bộ nè. Để bao qua đây, bà đậu, bà xuống, bà qua đi xuống nè. Trời ơi, đi giao hàng không lo đi giao hàng. Cảnh đẹp là trên hết. Ê, đi về hướng bắc, siêu thị mà đâu có gì mỏi đâu. Có cái khu đốt nè. Đưa bà xuống quay phim. Đưa đi xuống coi không? Xuống coi cái suối không? Xuống coi cái suối không? Mở cửa ra xuống đây. Nè, đưa đi. Cái đơn này mình đi lấy hàng siêu thị, người ta không có hối. Cho 2 tiếng đồng hồ lần. Đi. Lại qua coi cái suối dễ thương đó. Đi. Nhưng mà đi ngang mà thấy cái suối này đẹp quá. Nhà đây nó trong lành mà nó nhà trên đồi dễ thương quá. Qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây ba chụp hình cho con nè. Giấy trái. Dễ thương quá. Nè, dễ thương không? Có cái bờ cỏ. Bờ cỏ chảy cái suối chảy qua. Là suối sạch lắm rồi đấy. Trời ơi cảnh đẹp quá à. Ánh nắng len lỏi len lỏi. Con đứng đây ba chụp hình cho. Đứng ở giữa đây nè. Đứng sát ở đây nè. Rồi.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Đẹp quá con. Giống như Trang ở Hà Lan vậy trời. Đó. Thấy cảnh đẹp không bao giờ mà từ chối được. Trời ơi. Dễ thương quá đi. Đẹp quá vậy. Chiều nay mình nhận một đơn hàng 18 đô la đi siêu thị giùm người ta. Đi siêu thị Target. Bây giờ mình sẽ vào siêu thị mình qua cho cả nhà coi. 18 đồng mua giùm người ta 6 món. Có cụ thể trên cái list hết rồi. Mình mua 6 món đi giao cho người ta. Có mấy mai thôi, được 18 đồng. Yeah. Đây, Target. Cái này như bên này người ta nói thì cũng giống như Walmart nhưng mà nó cao cấp hơn Walmart. Nó đẹp hơn, trang trí đẹp hơn. Nó có nhiều đồ xịn hơn Walmart một chút. Tôi từ đầu. Tôi mới vô. Đây. Rồi, vô. Yeah, may quá bữa nay có bé Dory đi cùng. Bé Dory với mẹ Tú sẽ đi phụ ba. Có 6 món thôi, cũng nhanh thôi. Mỗi người lấy 3 món cho nhanh. Yeah. Vui. Rồi sẵn đô mẹ Tú mua sữa gì cho Dory rồi sẵn mua luôn. Một công đôi ba chuyện. Vừa đi giao hàng vừa sẵn đi siêu thị luôn. Đang hết sữa gì ở nhà. Đi đâu đó Dory? Đi ngắm đồ hả? Có chừng lạc bao giờ nè, đi nè. Đi ướm đồ á hả? Đây, lấy đồ chừng này còn một món nữa là xong. Dory tranh thủ xin ba cái món này. Gummy beer hả con? Gummy beer. Mấy đồng con? Mấy đồng? Cái khúc này ba giao 18 đồng mà con xin này hết mấy đồng, lỗ tiền giao hàng của ba rồi. Mà Dory lại đang mê cái này, đang thích thổi cái bông có không? Ở một đống luôn kìa, đứng thổi kìa, thổi cái bông nó gọi gì? Bông hoa gì đây hỏi quên mất rồi. Rồi, con có thổi được không? Cái bông đó tiếng Việt gọi là gì ta? Bông gì? Bông đó tiếng Việt gọi là gì vậy? Bồ công anh hả? Con mới thổi bông đó hả? Con ướt mỗi lần thổi là ướt hả? Quýt hả? Con quýt cái gì? Con quýt cái gì con? Hả? Kêu thổi một cái thôi nó mới lên. À, thổi mấy cái? Một đám cái. Cỏ bồ công anh á ra thổi nó chứ. Con ướt cái gì? Đây, ăn cái gì mà dính cái miệng ghê vậy? Đi theo ba. Ở nhà này giao trên dốc. Yeah. Tập cái đi kiếm tiền đi, biết cái sức lao động đi. Nãy mua con vô siêu thị mua cho khách mà con mua mất một cái gummy beer rồi, một cái kẹo gum rồi. Thì con phải cái mặt con như sao? Rồi sạch rồi đó. Đi siêu thị cho khách mà con cũng mua được cái hũ kẹo gum. Lỗ tiền của ba như này nhà con phải đi lao động đi, bù lại số tiền đó đi. Đi lên, con đi trước đi. Cái nhà đó đó, cái nhà xám xám đó đó, giao cho cô đó đó. Xách lên. Cô này đẹp quá. Thanh bình rồi đi ha. Nhà này của cô này hơi chắc cũng lâu rồi. Cô này có chơi tàu thuyền này. Đi lên bỏ trước nhà đó. Đây nè. Đi lên cầu thang đi. Đi lên. Đi lên cầu thang. Con lên trước đi. Con lên trước đi. Đó. Con chìm ở kìa, nó báo có người tới đó. Bước lên. Rồi bỏ cái thảm, bỏ chiếc thảm cho cô. Cô này không chịu quét nhà hết. Rồi. Để đây đợi ba chụp hình rồi xong. Giờ ba chụp hình nè. Chụp hình con đi. Ba chụp hình sản phẩm, chụp hình con làm gì? Đi ra. Ba chụp hình để gửi lên app mà tự nhiên con đứng vô. Kind of nghĩ sao?
ba chụp hình ạp cho ba gửi cho người ta xác nhận là ba đã giao hàng rồi, con đứng mặt con vô làm chi. Rảnh. Ok, giao xong rồi đó. Coi như là cái hũ kẹo gom lúc nãy là nhảy nữa chứ. Tụt xuống đồi kìa. Không được đâu, dơ lắm con. Mẹ nó giỡn á, nghĩ sao tụt xuống cái đồi đó. Mới mưa xong mà nó ướt mềm mẹp à. Khu này dễ thương ha. Tiếng chim hót quá trời chim luôn. Hả? Nhà ta trong rừng thôi. Ok, lên xe đi. Đói bụng chưa Rory? Rồi, rồi Rory ơi, cái thử thách của mình fail rồi. Fail mất tiêu rồi. Biết vì sao không? Vì ba đói bụng. Bây giờ là 4:40. Là 4:30 rồi, chưa chạy là 12:30. 4 tiếng hình như kiếm được mấy chục đồng á. Để bây giờ bắt đầu mở app lên mình coi thử coi là 4 tiếng kiếm được mấy chục đồng. Chắc kiếm được nữa, cũng 40-50 đồng gì đó. Một phần nữa đói, một phần nữa là giờ này bắt đầu chiều thứ bảy. Là chiều mà người ta đổ ra đường, người ta đi ăn đi uống nhiều, nó kẹt xe, đi giao cực quá. Nên thôi đi cả nhất quá. Nên thôi không đi giao nữa, đi ăn luôn. Mới 4:30 ba đói bụng sớm quá. Chạy tới 6 giờ còn may ra. Yeah, trời xe lạnh, mặc thêm cái áo vô. Đây, quán Kabot, đồ nướng Hàn Quốc. Đi thôi, một chiều thứ bảy, vừa làm vừa ăn vừa chơi. Lo giao hàng không đi lo giao, lo đi ngắm cảnh rồi đó. Yeah. Là hấp dẫn. Yeah. Nướng thôi. Bạn của mình đây. Mở bằng nhạc của BTS cho. Da la la. Trong khi đó đợi ba với Rory đi ra. Ba với Rory đi ra cái quầy vậy. Cái quầy đồ ăn dessert coi thử. Đây. Bánh trái đồ tình. Bên này họ bán gì nè, bên này có gì nữa nè. Đồ chiên. Con tôm con, con ron fish. Đóng ăn cái gì. Bên này các loại nước chấm. Cái này giống như bánh tiramisu đó con. Rồi có kim chi rồi. Mà nó bụng quá. Lấy này đúng không? Ok, con lấy dĩa đi anh, lấy dĩa ở dưới đi. Lấy một cái, lấy một cái dĩa. Rồi, con tự cắt bỏ vô đi. Ok, lấy cái thôi. Rồi. Cảm ơn, cảm ơn, rất vui. Đây, thịt lên đây, tầm lâm hết. Mà đây, 30 đồng một người. Này lên giá rồi, 30 đồng một người. Chị em 46 là 11 đồng chín chứ. Yeah. 12 đồng. 12 đồng. Yeah. Giấm mì không? Ok. Thứ bảy tuần sau đi giao hàng cho ba tiếp nha. Nè, mà nói nè, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn sao được. Yeah, đồ nướng nè. Mà con công nhận là ba con đi phụ ba giao hàng con thấy ăn ngon hơn đúng không? Đúng không? Con đi phụ ba giao hàng con thấy ăn ngon hơn đúng không? Tổng kết là chiều giờ mình chạy được bao nhiêu. Ok, để coi thử coi là
ăn cái bữa ăn này mình có chắc chắn là fail rồi, với mình thất bại cái thử thách rồi, nhưng mà ok mình cũng sẽ coi thử là đỡ được bao nhiêu phần ăn của cái bữa ăn này nha. Nãy vô ăn ngon quá trời đúng không, bây giờ mình sẽ kiểm tra tiền nè. Thì bây giờ ba sẽ mở tài khoản Uber lên trước. Lúc hồi trưa là ba coi Uber ba được 9 đồng. Vẫn 9 đồng. Sao vẫn 9 đồng được? Ba giao. Vẫn 9 đồng. Ba với con giao quá trời sao vẫn 9 đồng được? Vẫn 9 đồng. Không vẫn 9 đồng được, chờ ba chút. Vậy mình coi tài khoản DoorDash trước đi. DoorDash là 19 đồng. Thì bây giờ là lên được 53 đồng. 53 trừ 19. Vẫn 53 mà trừ cho 19. 34. Yeah, là 34 đồng. Ok. Rồi mình ba qua ba coi tài khoản Uber của ba. Enter your password. My boss call, nhưng mà rồi chút nó đang load mạng yếu quá. Mạng chậm. Enter my password nè. 3, 2, 1. Continue. Là nó nhảy lên được mấy đồng nó nha. Vẫn 9 đồng. Sao mà vẫn 9 đồng được? Con với ba đi giao quá trời mà vẫn 9 đồng nữa được. Nhưng mà ba ấy con chiều giờ giao ít là lo giao hàng, không đi lo giao hàng mà lo quay phim chụp ảnh nữa. Lo con lo đi thổi cái bông nhiều con đó. À. Đây. 26 đồng. 26 đồng mà. 26 đồng mà trừ. Cái đó là gọi 9 đồng đó. Trừ 9 đồng là nhiêu? 17 đồng. 17 đồng cộng cho lúc nãy bao nhiêu? 34 đồng đúng không? 34 cộng cho 17. 51 đồng. Được nữa. Được một nửa doanh số. KPI đạt được một nửa. 51 đồng. Ok. Trừ có 51 đồng là có nghĩa là được phần ăn của con với mẹ rồi đó. Phần ăn của con với mẹ rồi đó. Ok. Happy rồi đó. Thôi cũng được rồi. Thôi đi về. Bây giờ chạy về ba tập xe đạp cho con nè. Con chào cô chú ông bà. I'll see you in the next video. Ok. Bye bye. Like and subscribe. Look at my nails. Yeah. Look at my nails. Nếu cả nhà coi clip Việt Lê mà yêu thích gia đình Việt Lê thì hãy cho Việt Lê một cái đăng ký, bấm nút đăng ký kênh YouTube của Việt Lê để Việt Lê càng ngày càng nhiều người biết đến, ủng hộ clip của Việt Lê nha. Bấm đăng ký.